Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video setup chuồng nuôi hamster toàn vật dụng màu hồng trong hậu cánh nhà. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng các lốt chuồng màu hồng. Các này là các đậu nành nên rất an toàn cho các em chuột và thân thiện với môi trường. Đặc tính của các đậu nành có thể hòa tan trong nước và ít bụi. Mình đang sử dụng là mùi đào nha. Tiếp theo sẽ là một cái wheel chạy, là món đồ chơi vô cùng phổ biến dành cho hamster, mang lại lợi ích về mặt giải trí, giúp hamster xả stress, là máy tập chạy giúp xương và tim của bé luôn được khỏe mạnh và dẻo dai. Một cái nhà ngủ máy lượn, chất liệu làm bằng gỗ ép, có khả năng chống nước. Mẫu nhà được thiết kế không đáy, giúp cho chất thải không bị bám bẩn, được phủ một lớp sơn bóng tạo hiệu ứng đẹp khi trang trí và có thể lau chùi bằng khăn ẩm. Tiếp theo là một cái xích đu ghế, cũng được làm bằng gỗ ép chống thấm nước, giúp các bé hamster có thể khám phá và chơi đùa để tránh được hợp các bé bị stress. Vì còn không gian khá nhiều nên mình sẽ để thêm một chiếc bập bơi rất là cute luôn, giúp các bé có không gian vui chơi, tập thể dục, gắn kết với bạn cùng chuồng. Một cái nhà tắm nhựa có nắp, khi các bé chui vào tắm sẽ đào bới lăn lộn bên trong. Những mẫu thiết kế có nắp như vậy sẽ hạn chế được rất nhiều tình trạng cát văng ra ngoài đó nha. Một cái chén ăn nhựa nhỏ tròn chống lật và một cái bình nước treo chuồng có thể tích 120ml nước. Đây nha, mình đã setup xong rồi nè. Những vật dụng ở trong video shop đều có bán, nên bạn nào muốn mua có thể nhắn tin trực tiếp cho shop qua fanpage cửa hàng thú cưng Loha Pet Shop để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nha. Và bây giờ mình sẽ thử bỏ hai bé chuột ở shop vào chuồng mới xem phản ứng của hai bé như thế nào nha. Mới thả vô thôi đó mà mấy mẹ chạy lung tung luôn kìa các bạn. Đặc tính của mấy em hamster rất thích khám phá nên các em thấy gì mới lạ sẽ làm săn vậy đó. Bà này chưa gì hết là nhào vô ăn rồi nè, có vẻ ăn no rồi đó. Bây giờ đi khám phá tìm tòi tiếp thôi nào. Ê, không có dành đồ chơi nha, chị tịch thu hết bây giờ nè. Hai bé có vẻ rất thích chỗ ở mới này. Bạn nào muốn mình setup màu nào có thể comment bên dưới để mình có thể ra nhiều video hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn vào những video lần sau.